check the mic and make sure it sound right, boys. Rồi, mến chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái thùng đồ nghề của Tosen. Thì đối với cái thùng này sẽ có mã hàng là Tosen 80201. Đây là một cái thùng đồ nghề bằng nhựa của Tosen nha. Thì anh em mình nhìn thấy phía trên có hai cái chỗ để chúng ta đựng những cái con ốc vít, những cái mũi vít hay là những cái con tắc kê vân vân bằng nhựa. Thì chúng ta sẽ bỏ trong những cái hai khay bằng nhựa này ha. Đây, chúng ta nhìn thấy đóng nắp lại. À, anh em mình phải trượt nó ra, lấy ra bên ngoài. Đây, như thế này, nằm rời bên ngoài, trượt ra, lấy bên ngoài, nằm rời thế này. Rất là tuyệt vời, ok. Đó, khi chúng ta lắp vào thì chúng ta gài vô, chúng ta trượt vào. Đó, đây là chúng ta cần chúng ta lắp lại, trượt vào. Rồi, chúng ta sẽ gỡ lên, tại vì nó nằm trong một cái gờ ha. Đây có cái gờ nè, đẩy vô, đó. Thì đây, nên mình xem hai cái khóa là rất là chắc chắn luôn, hai cái khóa bằng nhựa. Thùng bằng nhựa thì hiện tại là khóa bằng nhựa, bên trong sẽ có cái khay để chúng ta để thêm những cái vật dụng như là ốc vít, mũi khoan, vân vân. Thì phía dưới sẽ là cái ngăn trống để cho anh em mình bỏ những cái dụng cụ khác như kìm, cờ lê, mỏ lết, búa, những cái máy nhỏ. Thì đối với dòng sản phẩm này thì là cái dòng thùng nhỏ, cho nên mà anh em mình cũng cân nhắc về cái kích thước của cái thùng để chúng ta có thể mua sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh em. Ở đây thì mình sẽ cho anh em xem, mình bỏ một số cái mỏ lết vô để cho anh em nhìn thấy cái mỏ lết kiểm quà vào, hoặc là cái ống mình để vô cho anh em xem cái kích thước như cái độ dày, bề cao, độ rộng, độ nông sâu của cái sản phẩm để cho anh em mình ước lượng xem nó phù hợp với cái nhu cầu của anh em hay không. Tại vì cái thùng này là thùng nhỏ, kích thước thì mình sẽ cho anh em xem trên cái màn hình khi mà chúng ta sẽ gần kết thúc clip. Đây cái khay nhựa, sau đó chúng ta đậy nắp lại, hai cái khóa bằng nhựa rất là chắc chắn. Đây, hai cái khóa bằng nhựa ha. Đây, và hiện tại đối với cái thùng này sẽ có kích thước là 420mm x 230mm x 190mm, mã hàng là 80201 Tosen. À, đây, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đi kèm theo sẽ có cái lỗ để cho anh em khóa lại trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta cần thì nó khóa lại ha. Thì những cái dụng cụ Tosen mình thấy rất là đẹp về chất lượng và nó phù hợp với giá. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em.